Nằm khuất nơi cuối dãy phòng học tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có một lò bánh mì đặc biệt, bởi hơn 5 năm qua, nơi đây đã hỗ trợ và chắp cánh ước mơ nghề nghiệp, mở ra tương lai tươi sáng cho rất nhiều học trò nghèo. Là một trong những học viên khóa 6 đang theo học nghề tại lò bánh mì Pháp này, em Trần Cúc Hồng Sứ là trường hợp khá đặc biệt. Mẹ em vừa qua đời cách đây không lâu, gia đình đông con, một mình ba em không thể lo cho cả gia đình. Từ đó hơn 2 năm học cao đẳng của em đành gác lại. Sứ làm đủ mọi nghề để phụ giúp kinh tế gia đình. Khi biết đến lò bánh mì Pháp có những học viên khó khăn để dạy nghề miễn phí, em đã quyết định nộp hồ sơ đăng ký. Ở đây em thấy là cái đào tạo kỹ năng kỹ càng và chuyên môn rất sâu nên em được lựa chọn. Khi mà em học tập ở đây thì em học được rất nhiều kỹ năng. Em muốn củng cố cái kỹ năng của em lên và cái ước mơ của em là sau này em có thể ra ngoài làm một đầu bếp, với lại từ một cái vị trí không biết và đi lên từ từ. Và có thể sau này em sẽ làm vài năm để tích lũy vốn và em chờ mở một cái quán bánh riêng. Rất nhiều học viên đã trưởng thành từ đây và có công việc ổn định tại các nhà hàng, khách sạn 5 sao. Lò bánh mì Pháp là dự án đào tạo nghề bánh mì cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn do Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thực hiện. Các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc cơ hội nghề nghiệp hạn chế, có đam mê nghề bánh, có thể đăng ký học nghề cùng chuyên gia Pháp. Đây là một dự án hoàn toàn miễn phí. Các em học viên sau khi được nhận sẽ sinh sống tại ký túc xá của trường, được tài trợ ăn ở trong suốt quá trình đào tạo. Khi ở đây thì em sẽ học được khá rất là nhiều, là như là ở đây thì sẽ có dạy về bánh và thứ nhất là lý thuyết bánh và sẽ cho là tụi em được thực hành. À, kèm theo như hai đó là sẽ có về kỹ năng sống và dạy tiếng Anh thêm cho tụi em ạ. Sau khi em học xong ở trường thì trường có mở lời là mời em ở lại để làm việc ở trường. Thì em nghĩ là đây cũng là môi trường em đã học và em rất thích môi trường ở đây. Và em nghĩ là em cũng có cơ hội có thể giúp được những bạn khác có hoàn cảnh giống như em. Cho nên em đã quyết định ở lại trường để làm việc. Khi mà các bạn đi thực tập thì là khoảng 95% các bạn đều được nơi thực tập giữ lại. Thì mình thấy qua nhiều khóa mình thấy được cái tác động của chương trình đối với các bạn. Nên đó chính là cái động lực để mình cứ tiếp tục đào tạo những cái bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đối với mình là giữ vai trò là điều phối sư phạm của trường thì mình có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các bạn từ khâu tuyển sinh cho đến lúc mà dạy kỹ năng sống rồi theo dõi cái quá trình trưởng thành của các bạn. Thì mình thấy đó là sau một năm các bạn ở đây á, thì thứ nhất đó là trưởng thành về mặt nhận thức và thái độ, tay nghề lại ngày càng cao và có thể đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường ở một mức premium trở lên. Bắt đầu từ 5 giờ sáng mỗi ngày, các học viên học tập và làm việc tại lò bánh mì Pháp đã bắt tay vào công việc để làm ra những chiếc bánh đáp ứng theo từng đơn đặt hàng. 3 giờ chiều sẽ là thời gian học các lớp kỹ năng sống và ngoại ngữ. Quá trình đào tạo diễn ra từ 16 đến 20 tháng, mở ra từ năm 2017 với 6 khóa tốt nghiệp. Lò bánh mì Pháp đã có hơn 100 học viên tốt nghiệp và khoảng 20 học viên đang trong quá trình học tập. Không chỉ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản của nghề bánh, mỗi học viên còn được học kỹ năng ứng xử, khả năng ngoại ngữ để trở thành những lao động tự tin, độc lập, có tay nghề cao trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. Và cũng nhờ đó, nhiều em đã và đang có việc làm ổn định ở những tiệm bánh, nhà hàng, khách sạn danh tiếng khắp nơi. Để rồi mỗi ngày trôi qua, các em có thêm kỹ năng, kinh nghiệm và cơ hội để phát triển sự nghiệp.